có lông đuôi phớt trắng và lông cánh phớt trắng. Đấy, lông cánh phớt trắng này, lông đuôi phớt trắng. Bây giờ mình sẽ đặt nó xuống cái mặt bàn để mình quay cái lông phớt phớt trắng trắng. Quay được cái lông của nó. Đây rồi, đây.
Cái clip mình tạm dừng ở đây nhé. Con này đã cũng thuần rồi đấy, cầm lồng thì hơi dẫy thôi. Đấy, nó có đặc điểm nhận dạng của nó là một bên hai bên đầu cánh này là con lông phớt trắng trắng này, đấy lông phớt trắng này, cái đuôi cũng có, đây, đuôi cũng có phớt phớt trắng trắng. Đấy, clip mình sẽ tạm dừng ở đây, các bạn có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt nhé, theo số điện thoại 0908070555. Clip mình sẽ dừng ở đây, là đây là mấy con cu gáy mà quay clip còn cái gáy linh tinh.